Hello, xin chào quý anh chị và các bạn nha. Quay lại kênh Sĩ Phú TV. Hôm nay Phú đang ở có mặt ở Long Phước ha. Hôm nay mình xin review, Phú xin review với anh chị và các bạn cái khung cảnh tại phường Long Phước ngay đường Cầu Đình ha. Thì mình sẽ xuất phát từ đường Cầu Đình đi về hướng ngã tư Long Thuận, qua Long Thuận rồi quẹo trái đi về cuối đường Long Phước xem quang cảnh như thế nào không quý vị ha. Thì đi đầu tư hay mua nhà để ở hay là dính đến những cái khối tài sản lớn thì chúng ta phải đi xem thực tế coi cái quang cảnh như thế nào, ngay cái khu vực bất động sản nó có gì nổi bật hay không, cuộc sống hàng ngày của người dân đó ra sao. Thì thông qua clip này thì gửi đến anh chị những cái hình ảnh buổi sáng tại phường Long Phước ha. Thì Phú hiện giờ là tư vấn về các cái quý anh chị đầu tư tìm được những cái sản phẩm để mà an cư lạc nghiệp, cũng như là đầu tư để mà xây dựng những cái giá trị giống như là xây khách sạn, resort hay là một số cái nhỏ nhỏ rồi trung bình có, mà đất xào đất mẫu cũng có ha. Đây thì mình, đây là đường Cầu Đình nha quý anh chị. Thì đường Cầu Đình này trên quy hoạch thì sau này sẽ là đường Long Thuận nối dài, thì bây giờ tên đường là đường Cầu Đình. Hiện giờ đường đường hiện tại là 5 thước thôi, 5 mét. Xung quanh đây thì còn cây cối rất là nhiều nè. Thì cái phân khúc, nếu mà quý anh chị mình đi lên xích theo thế nữa tới ngã ba Long Thuận, gần ngã ba Long Thuận thì cái mật độ dân số thì nó đông hơn, nhà sát nhà. Còn khi đi xa hơn xíu thì quý anh chị sẽ thấy thưa dần, vì người dân sẽ chọn, người dân ở đây, địa phương ở đây thì sống lâu năm và họ chọn những cái nơi gần chợ, trường học, bệnh viện, thì đương nhiên có những cái yếu tố đó thì ở gần những cái khu đó thì nó tốt hơn, sinh hoạt cái gì cũng thuận tiện đó. À, quý anh chị thấy còn hàng dừa chuối này không, thì nó tương đối gọi là giống ở miền quê. Hay đi về mấy anh chị về miền Tây á, thấy sông gạch nhiều, rồi trái cây ven đường, hàng tre còn hơi hoang sơ như thế. Thì có những quý anh chị thì họ chia sẻ với Phú là ôi cái chỗ này nó hoang sơ quá, nó còn sơ khai, nó còn vắng, nó còn cây cối tùm như thế này sao dám. Thì xin thưa quý anh chị là nếu mà để mà nó thiệt sự mà giống như những khu vực quay về lịch sử, thì những cái khu vực ở trước đó, những cái thời kỳ giống như ở Tân Bình hay quận 12 hay những cái gần hoặc là Gò Vấp, ngay cả Gò Vấp luôn, mấy năm trước cũng đâu có gì đâu quý anh chị, cũng từ từ dân phát triển lên. Có mà Phú không phải là họ nói là không có gì hết, nhưng mà nó cũng tương đối là thưa hơn tại thời điểm đó các tỉnh như Tân Bình, Gò Vấp so với những cái quận trung tâm như Phú Nhuận đó, hay là những gần hơn như ở Bình Thạnh đi, đã hình thành lâu rồi thì cái mật độ dân số và cái lượng mà cư dân người ta ở san sát nhau rất là đông, thì từ từ thì người dân mình sẽ đi xa hơn để chọn những cái chỗ đầu tư cũng như cái nơi rộng rãi hơn để mình ở, mình sinh hoạt. Và nhất là cái quan trọng nữa ở đây thì nó còn cái sự gọi là cái thiên nhiên á, thiên nhiên nó còn trong lành và mát mẻ lắm quý anh chị. Cái những con sông giáp sông Đồng Nai nè, thì Phú bên phải là rẽ về hướng ngã ba Long Thuận ha, thì Phú sẽ rẽ trái đi về đường này là đường Long Phước, nhưng mà hướng đi về cái gọi là cái có một cái cầu vượt Long Thành Dầu Dây băng ngang qua cái phường Long Phước tại thành phố Thủ Đức. Đây quý anh chị, đây là mình chuẩn bị đi qua cái khu
khu chợ của phường Long Phước đây. Và bên tay trái của anh chị là những cái trạm xá đây, ủy ban nhân dân phường đó, cũng ở đây luôn. Đây bên tay trái đây, chuẩn bị chúng ta đi ngang qua. Ở đây các mô hình kinh doanh có tương đối đầy đủ rồi, vật liệu xây dựng, hàng ăn buôn bán. Đây bên tay trái của anh chị là ủy ban nhân dân phường Long Phước đây. Rồi sát bên ủy ban nhân dân phường Long Phước là có cái chợ là chợ chợ Long Phước. Hai bên là có tường, có đường sát bên chợ Long Phước là đường số 7 và đường số 8. Đường số 8 hiện bây giờ cũng rất là đông anh chị, có những cái dự án bên trong đất nền. Blue Diamond, Việt Nhân 123. Mình sẽ đi những cái trục chính như thế này cho quý anh chị đôi phần nắm một số cái thông tin của khu vực. Không có gì nè, những cái ngày mà thực sự là mình nghe thông tin dịch bệnh đó, thì mình cũng rất là hạn chế ra đường. Chỉ ở trong cái mình đi chợ, lâu lâu mình đi ra ngoài thôi. Đấy, xíu. Mình cũng nghiên cứu, mình cũng đọc nhiều, thành ra thời gian đọc sách chỉ cười thì kia không có. Rồi quay lại với anh chị ha, đây mình đang đi đường Long Phước đây. Đây thì khi ra tới đây rồi thì quý anh chị sẽ thấy là có hai bên cái diện tích đất nó rất là rộng ha, bề ngang nhiều căn nhà biệt thự là 20-30 thước mặt tiền á, 40-50 thước, có khi là một miếng đất cả trăm, hơn 100 mét, thì diện tích đây rất lớn. Có một phần là đất thổ cư, còn là đất công nghiệp. Bây giờ quỹ đất công nghiệp của phường Long Phước tương đối lớn ha. Đây mình đi ra xa đây xíu, ra khỏi xa ủy ban gần ngay ngã ba Long Thuận xíu thì mấy chị thấy là có những mảnh đất lớn như thế này nè. Người dân họ về thì người dân địa phương họ có sự, trước đây thì người dân địa phương đây thì trồng trồng trọt, sau rồi có những cái phải đi làm ở những trong khu công nghệ cao, làm trong khu Thủ Đức á. Bây giờ là nhà cũng tương đối đông rồi đúng không anh chị, hồi xưa cũng vắng lắm. Con sao mình nói vậy thôi. Chị nếu mà ở nhà thì quý anh chị có thể tiện để theo dõi, bây giờ ra đường phức tạp lắm. Đây. Rồi bên tay phải là ở hiện giờ Long Phước có quy hoạch là sẽ có 5 trường đại học về về tại phường Long Phước ha, trong đó có 2 block nhà của Đại học Luật đã xây coi như là 90% rồi, nhưng mà vẫn chưa vào hoạt động. Đây quý anh chị xem tương một vài cái sinh hoạt đó, dân ở đây. Mình đi ngoài cầu ở đây thì giống như cảnh đồng quê nha, nhưng mà ở đây vẫn là trực thuộc thành phố Thủ Đức nghe quý anh chị, chứ không phải là ở quê thiệt. Đây thì người dân đây có xây cái biệt thự vườn cũng rất là nhiều. Về để mà những cái bác lớn tuổi như ở nước ngoài hay là những cái bác lớn tuổi ở Sài Gòn thì cũng rất là thích cái cảnh gọi là đồng quê, mình trồng vài cây cây cối đi kia để mình tận hưởng những không gian mát mẻ, có chim chóc ha, sáng trong lành, có sông có rạch nó mát nữa, thì an hưởng cái không gian như vậy thì tuyệt vời. Quẹo đây, phụ sẽ đây, phụ sẽ đi cuối đường Long Phước cho quý anh chị xem. Thì ở đây có những cái dự án đất nền để mà nhỏ tầm 50-52 sáu mấy mét vuông tùy diện tích và vị trí, và cũng có những cái đất lớn, đất công nghiệp rất lớn ha, 500 tới vài ngàn tới cả mẫu.
cò đó. Thì sao không được với anh chị, nhưng mà mình thật sự là khi mà trao giá trị thiệt á, thì mình cũng không lo là người ta có đặt vấn đề là mình là tên gì, ăn thua là khi có những cái thông tin tốt, những cái giá trị trao đến nó như thật sự như vậy và thật 100% nha, không nói thêm nói bớt nha, và đem lại những cái lợi nhuận cho nhà đầu tư cũng như là một phần nhỏ để mà tư vấn đúng những cái tình hình ở đây với những anh chị có nhu cầu an cư thật sự, thì cái điều đó mình thấy là tốt thôi, chẳng có gì hết. Hôm nay thì vắng, mình mới đi vượt qua cầu cao tốc Long Thành Dầu Dây ha. Ở bên đây quý anh chị thấy hòn chuối nè. Thì mỗi một ngày Phú sẽ quay một clip nhỏ về những cái khung cảnh ở đây buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối gì đó ở khu vực phường Long Phước thôi nha. Tại vì lâu lâu Phú ra ngoài rồi chỉ ở phường Long Phước thôi. Phú hiện giờ Phú hạn chế ra ngoài lắm. Thì mình cứ xem mình ở nhà mình có thêm những cái thông tin như thế này để bên cạnh đó có những cái để mình so sánh, để mình có những cái thông tin tốt để tìm hiểu. Thì thật sự nhà đầu tư hiện bây giờ phải đi phải ngắm, phải coi thật sự là kỹ lưỡng khi quyết định đầu tư hay là mua bất cứ thứ gì. Tại vì mình thấy một cái đơn thuần thì bây giờ anh chị đang ngoài mua bất cứ một cái gì ở siêu thị hay là chợ hay gì đó, quý anh chị cũng phải nghiên cứu về những sản phẩm họ có tốt hay không, nó có tốt hay không, chất lượng hay không, chế độ hậu mãi ra sao nữa, tất cả mọi thứ. Trong khi có những cái sản phẩm đó nhiều khi nó có vài trăm ngàn thôi, triệu thôi, còn ở đây một cái khối lượng tài sản nó quá lớn và số tiền đưa vào lớn, thì mình bỏ thời gian ra mình nghiên cứu, mình xem, mình đi, mình phải đi thực sự đó, ngắm nghía nó như thế nào. Đó là những anh chị, mình chỉ trao đổi với những anh chị nào mà mới bắt đầu đầu tư hay là mua một căn nhà đầu tiên cho gia đình để mình an cư lạc nghiệp. Còn mình không dám nói những anh chị nào mà đã thường thục trong lĩnh vực này rồi, mình chỉ biết chút ít và kiến thức của mình cũng hạn hẹp thôi, chia sẻ với anh chị vậy. Đây là cuối đường Long Thuận nha, Long Thuận, đây cuối đường Long Phước. Cây đẹp ghê nè. Đó, bên kia là có đường Long Phước nó dài nữa, nhưng mà đường nó hơi gồ ghề xíu, thì hôm khác thì Phú sẽ quay cho quý anh chị xem ha. Bây giờ chắc mình xin phép quay lại tại vì gần cuối đường rồi. Xem kỹ lưỡng hơn và mình đi rất là từ từ. Đây hai bên đường, đây khung cảnh hai bên đường có những cái chậu bông cây kiểu bonsai đẹp ghê. Đó quý vị anh chị bên thấy bên trái không, cái mặt tiền cái khu cái đất lớn này là vài trăm mét đó chứ. Đây thì có những cái khu du lịch nữa quý anh chị, khu du lịch Long Phước nè, có khu là sông Long mới khai trương. Và có một cái khu du lịch gần đây nữa, gần đây mà cũng chưa khai trương nhưng mà họ đã làm cũng gần hoàn thiện hết rồi, những cái hồ câu cá nè, chơi những cái game dân gian, rồi những cái view rất đẹp ha, view sông nha, view sông lớn Đồng Nai á, rất là đẹp. Thì nếu mà cuối tuần quý anh chị có thể là một công đôi việc, có thể đi về ra du lịch đi chơi picnic với cùng với gia đình trải nghiệm là những cái không gian xanh và sạch như thế này thì tốt cho các bé hơn. Một điểm vui chơi đây bên tay phải của anh chị nè, đây quý anh chị thấy là bên tay phải đây là cũng là một cái điểm du lịch đây. Là rộng ha, cây cối rất là nhiều.
phía trước anh chị là cao tốc Long Thành Dầu Dây. Số điện thoại nó sẽ còn Phú. Rồi cảm ơn quý anh chị đã theo dõi nhiều.